Chap 112, Cao Võ Xuyên không đến vạn năm sau. Đang định rời sàn với thái độ cực kỳ thảnh thơi tay đút túi quần, đột nhiên Triệu phó hiệu trưởng gọi Lục Thánh này thay mặt các thầy cô của thất đại có đôi lời muốn nói với thanh niên. Võ đạo tranh hùng không có chuyện không đổ máu, chỉ cần không phải cố ý thì đều không tính là lỗi của cậu, đừng suy nghĩ nhiều. Đã chết thì chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người, trường học sẽ giúp cậu trấn áp áp lực. Trên thế giới này không phải chỉ có một võ thánh cực đạo gấp chin. Thấy Lục Thánh ngoan ngoãn nghe lời nói của mình, thở dài ra một hơi bảo, chuyện đó thì ta yên tâm rồi. Triệu Thái Khang cho rằng hắn đang lo lắng về chuyện mình quá tay mà giết chết chiều tiệm của võ quán cực đạo. Mạnh như Lục Thánh thế này, cho dù đối mặt nhân vật cấp tông sư chân chính, chắc chắn vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Chứ nếu như đối mặt với người thật sự có tông sư chi uy rõ ràng mà còn không sợ tông sư, trong cả vạn người còn chẳng có lấy một người ấy chứ. Triệu Thái Khang nhấc gọng kính của mình, tự nhủ Lục Thánh vốn có thiên phú phi phàm, còn muốn yêu cầu cậu ấy có tâm tính dũng khí như vậy, liền quá làm khó người khác rồi. Mà Triệu Võ hiệu trưởng có suy nghĩ như vậy, bởi từ lúc Liên Tề Bắc ra tay tấn công, hắn chẳng nói lời nào, trông có vẻ lầm lũi, chắc là trong thâm tâm sợ hãi lắm, ảm không dám bày tỏ. Nhìn Lục Thánh, tự dưng Triệu Thái Khang thấy tích rẻ, cậu ta vốn có thiên phú phi phàm rất vượt trội rồi, bản thân mình còn muốn yêu cầu Lục Thánh có tâm tính dũng khí đối đầu với tông sư như vậy, kiểu gì cũng quá làm khó người khác rồi. Đáng tiếc để có nền tảng đủ để trở thành võ thánh, chỉ cần xuất sắc thôi chưa đủ, thật tiếc cho Lục Thánh không thể vươn xa hơn được nữa. Hắn vẫn cứ cúi gầm mặt chẳng nói chẳng rằng gì như thế, khiến Triệu Thái Khang càng thêm tin chắc suy nghĩ của mình. Có điều Lục Thánh mà biết sợ thì chỉ cớ trong mơ, hắn lúc này đang nhảy nhót trong đầu tự khen ngợi mình quá mạnh rồi. Lúc vừa nãy trốn sau lưng lão Triệu giờ trò diễn xuất cũng đáng được lưu vào sách vở cho các cháu học tập chứ nhỉ. Thành phần nghệ thuật cỡ đó nói thế nào cũng cao đến vài tầng lầu, khó ai mà sánh kịp. Một người thương cho một người sợ hãi tuột độ, một người giả vừa sợ cho người kia thương. Lục Thánh vui đùa một lúc cũng nghiêm túc trở lại, hắn quay đầu nhìn về phía sàn đấu, sắp tới là kế hoạch cuối cùng rồi. Nhìn tên sư phụ của võ quán cực đạo nghiến răng nghiến lợi trước học trò cưng bị đánh đến bầm dập tơi tả, Lục Thánh muốn để Liên Tề Bắc chết dưới tay một người ưu tú như mình, chắc ông ta nằm trong quan tài cũng sẽ cười tỉnh đúng không? Đúng là không ai thẩm du tinh thần tốt như Lục Thánh. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian của vòng bán kết thứ 9 chuẩn bị bắt đầu, mà trước hết là giai đoạn rút thăm để chọn ra đối thủ của mình. Trên sàn đấu lúc này chỉ có 4 thí sinh lọt vào được tận vòng này, đứng giải rác chờ hiệu lệnh của lão Thanh Hà. Trong khi trên khán đài khán giả đang cực kỳ huyên náo, xì xầm bàn tán mãi không thôi. Càng về trận chung kết không khí càng rộn rã náo nhiệt. Một ông chú có mái tóc màu hung nhưng dầu lại màu đen gật gù đầy mong đợi, cuối cùng cũng vào được vòng bán kết. Đặng Duệ 30 tuổi, người của võ quán Thiên Địa là một trong 4 thí sinh có thực lực đến rút thăm lần này. Tuy bản thân cũng có chút thành tựu, nhưng từ khi đặt chân lên chỗ này anh ta đã sợ vã mồ hôi rồi. Thật ra mình dựa vào vận may mới có thể đi đến cuối cùng, mình không thể đánh bại bất cứ ai trong số họ, làm gì có ai biết đáy lòng của Đặng Duệ đang gào thét gọi ông trời ơi, đừng để mình gặp họ, chính là một tên Triệu Thanh biến thái hiếm có khó tìm và một Lục Thánh đáng sợ và trông khó tin nhất. Vẻ mặt của cả hai khiến Đặng Duệ ớn lạnh, giờ chỉ còn có 4 thí sinh mà không muốn gặp hai em trai này, chỉ còn lại một mình Trương Giác, trong mắt anh ta là người bình thường thôi. Vậy nên Đặng Duệ run lẩy bẩy, thầm khấn chư Phật ông bà tổ tiên độ chỉ cho mình có thể gặp Trương Giác, chắc chắn mừng lắm đây. Ngoài chuyện là đối thủ bán kết ra, Đặng Duệ liếc cô gái tóc xanh lâu lắm lắm rồi, không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng tốt, ra tay có chừng mực, đánh xong cũng rất lịch sự. Nếu không cẩn thận ra tay quá mạnh thì sau đó còn nhờ người đến xin lỗi, thật sự chính là thiên sứ võ thuật hoàn hảo. Đặng Duệ cứ đứng đó suy nghĩ rồi liếc ngang liếc dọc vào thùng bốc thăm. Một hồi lẩm nhẩm chán chê xong xuôi cũng thò tay vào thùng lôi ra một tờ thăm, đưa mắt liếc nhìn bằng vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng. Thấy hai chữ Trương Giác chỉnh hình trên đó, anh ta mừng hú đờ hoa nở tim đầy mặt mà cong hết cả người lại cố kiềm nén niềm vui. Không muốn ai thấy mình đang cảm động thế nào với may mắn ông trời ban cho đâu. Mặc dù đánh không lại yêu nghiệt và biến thái, nhưng mình có trí tuệ và vận may của mình, pha này quá là may mắn rồi. Thái độ của Đặng Duệ khác hoàn toàn, vẻ cau có của Triều Thanh khi tiến tới rút thăm, chẳng rõ cậu ta mong chờ cái tên của ai mà khi cầm ra lại có vẻ mặt bị chó cắn thế này. Mất vài giây đọc đi đọc lại cái tên đến bàng hoàng, Triều Thanh cứ đứng được ra ở đó cho đến khi một giọng nói quen tai vang lên đằng sau cùng bàn tay đặt lên vai. Không sao mà đừng lo lắng, bây giờ nhanh chóng đi mua một phần bảo hiểm ngoài ý muốn vẫn còn kịp đó. Nghe giọng tràn đầy bỡn cợt nhưng không khí xung quanh Triều Thanh lúc này đông cứng như keo, khiến cậu ta không thể nhúc nhích, cứ đứng được ra đó nghe Lục Thánh áp sát mình tiếp tục đe dọa. Không có thì ta có thể giới thiệu cho anh trai ngươi một người có uy tín cực tốt, ta có một người bạn vừa chết, ngày hôm sau tiền bảo hiểm đã về tay. Cậu ta không đáp được lời nào, dùng hết dũng khí quay lại nhìn Lục Thánh liền nhận ra toàn thân hắn đang tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, bèn bất giác lùi lại mấy bước toàn thân lảo đảo trực ngã. Rõ ràng là mất kiểm soát bởi nỗi sợ nhưng Lục Thánh còn chưa buông tha, hắn nhếch môi cười, anh căng thẳng gì chứ, ta nói đùa thôi mà. Nếu ta đánh chết anh đại tông sư Liên Tề Bắc của võ quán cực đạo các anh còn không đánh chết ta sao? Lúc này cảm giác cảnh quan bên ngoài mới bắt đầu quay trở lại với mình. Tuy vậy cảm giác run rẩy trong lòng Triệu Thanh vẫn còn nguyên ở đó, cậu ta siết chặt tờ thăm trong tay cố nặn ra nụ cười đáp lời Lục Thánh. Cậu biết vậy là tốt, còn nữa cậu nghĩ ta là đồ vô dụng như Triều Tiệm à? Ây già, nãy giờ có ai nói như vậy đâu chứ? Lục Thánh nhếch môi cười phủ định thẳng thừng, chắc chắn là không rồi.
Trước mặt Triều Thanh cứ như tối sầm đi khi Lục Thánh Kề sát mặt lại thầm thì. Ta cảm thấy anh còn vô dụng hơn cả Triều Tiệm ấy chứ. Câu nói đó khiến Triều Thanh không còn sợ nữa là chuyện sang căm hận, không để người ta có thời gian ngẫm ra, Lục Thánh đã bái bai mà rời sàn đấu, thản nhiên bảo lát nữa gặp lại nhé. Khán đài vui vẻ náo nhiệt bao nhiêu thì bên chỗ võ quán cực đạo u ám bấy nhiêu. Tất cả chỉ vì còn mỗi Triều Thanh là vào được bán kết, cho nên không khí bên đó căng thẳng hơn hẳn. Từ lúc quay trở về cạnh sư thúc của mình, cậu ta đã luôn miệng thầm thì không thôi. Nghe lời Triều Thanh kể lại về vẻ khệnh khàng của Lục Thánh và lời khiêu khích thẳng thừng của hắn, Liên Tề bác cái cú lắm, cũng như học trò mình ông ta nghiến răng gọi ra cái tên Lục Thánh đầy căm tức. Ta sớm muộn gì cũng bắt tên đó phải trả giá, vừa động đến trò cưng vừa chạm đến tự tôn của võ quán cực đạo. Lần này phải dốc toàn lực cho hắn chim cút mới được. Nhẹ liếc ra sau thấy hai thầy trò thầm thì cả một buổi trời, biểu cảm của Triều Thanh rõ ràng là đang mách lẻo. Lục Thánh mỉm cười rời khỏi, mặc dù vừa nãy mình nói nhiều lời rác rưởi nhưng hiệu quả không tệ, cái vẻ muốn giết mình mà không giết được của ông ta chứng tỏ cá đã cắn câu rồi. Đương nhiên ngay từ đầu Lục Thánh không nhắm đến chuyện chọc điên Triều Thanh, mà muốn những lời đó vào tai Liên Tề Bắc. Nhìn nguồn sắc khí tỏa ra ngùn ngụt từ ông ta, Lục Thánh biết nếu mình muốn giết người này, chắc chắn phải có danh nghĩa và lý do chính đáng, hợp tình hợp lý mới có thể khiến mọi người đều cảm thấy chuyện đó vốn phải như vậy. Liên Tề Bắc không phải là thí sinh thi đấu, cho nên hắn mới phải vắt hết chất xám não ra mà làm như vậy. Hôm nay Lục Thánh đinh ninh Liên Tề Bắc sẽ phải chết, như vậy thì những chuyện tiếp theo mới có thể diễn ra một cách hợp lý. Nhưng nói cho cùng vẫn là do thực lực của mình chưa đủ, nên mới phải lo toan tính toán phải hành động theo luật lệ do người khác đặt ra. Nếu mình đủ mạnh hoàn toàn có thể phớt lờ ảnh hưởng từ các phương diện, đừng nói đến chuyện Liên Tề Bắc vốn tội đáng chết vạn lần. Nếu ngang nhiên động thủ với sư thúc của võ quán khác mà không có lý do, kiểu gì hắn cũng bị uy áp của võ thánh cực đạo đè ép và không bảo vệ được bản thân. Hắn biết rõ trong cái thời gian lấy sức mạnh làm chủ đạo thế này, nếu bản thân có thể mạnh vượt trội những kẻ khác, thì nếu có thật sự giết Liên Tề Bắc đi chăng nữa, người khác cũng không hề có ý kiến gì. Cao thủ thực sự chính là kẻ phá vỡ luật lệ, lập ra luật lệ, lợi dụng luật lệ. Dù sao muốn cứu vớt nhân loại khỏi tai họa võ đạo, không thể do người theo khuôn phép cũ làm được. Còn rất nhiều chuyện bản thân phải làm để ngăn cản ngày tận thế đến với thế giới này, không thể vì một tên đáng chất nhỏ nhoi mà trùng bước chân được. Lục Thánh tự nhủ tất cả chuyện này là do mình chưa đủ mạnh, phải tiếp tục cố gắng. Vòng bán kết thứ 9 trận đầu tiên là trận đấu giữa Trương Giáp và Đặng Duệ, hai người quyết đấu hơn 10 phút mới quyết thắng thua. Kết quả đúng như Đặng Duệ đã dự đoán trước đó, trọng tài hô vang Trương Giáp chiến thắng. Con nhỏ đã điềm tĩnh điều hòa tinh thần lực của mình và lại bên trong, cực kỳ có phong thái của người chiến thắng. Bên phía Đặng Duệ thua cũng chẳng thấy buồn bã gì, cảm thấy may mắn giờ còn có thời gian thong thả lau mồ hôi, vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chỉ có điều để đánh vừa phải, vừa giữ được mạng vừa giữ được thể diện trước con nhỏ quái vật này, thật sự là dùng hết cả sức đến mức muốn tê liệt luôn đó mà. Mà trận của Đặng Duệ với Trương Giác chỉ là màn khởi động thôi, lão hủ Thanh Hà đánh giá dù trận này rất cân sức cũng rất chuyện nghiệp, có điều ai cũng dồn toàn bộ sự chú ý vào trận đấu tiếp theo. Nhìn Lục Thánh đứng giữa đám người quan sát trận đấu với vẻ mặt như sẵn sàng giết 20 người, lão lo lắng sợ là trận đấu này sẽ lại có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Đám đông sẵn sàng bàn luận bất cứ trận đấu nào nhận ra, trận đầu tuy cũng hấp hưng không gây cấn lắm. Tiếp theo mới là màn chính với Lục Thánh và Triều Thanh, nghe nói Triều Tiệm suýt chút nữa bị Lục Thánh đánh gã cột sống. May mà được cấp cứu kịp thời, kẻ bên cạnh hùa vào hả hê lắm, cho rằng cực đạo song sinh tử đáng đời. Mỗi năm đều có người bị bọn họ đánh thành tàn phế, võ đạo bị cắt đứt hoàn toàn, chẳng qua dựa vào uy thế của võ thánh cực đạo mà đè ép xuống mà thôi. Nhiều người bàn luận cho vui cũng có người cố tình bàn luận cho Triều Thanh đang đi qua nghe rõ những lời mỉa mai. Hơn nữa chúng còn làm nhiều chuyện bẩn thỉu khác nữa, giờ thì hay rồi ác nhân át có ác nhân trị. Lục Thánh đánh Triệu Thanh tai rằng sau này Triệu Thanh không thể tự đi vệ sinh được nữa. Kẻ khác tiếp lời cười hô hô theo có gì đâu mà lo lắng, lỡ bị đánh tàn phế thì đổi tên là được gọi là thiên tàn tinh cũng được nhỉ. Thế là bọn họ phá ra cười ầm ĩ lọt cả vào tai Triều Thanh, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà chửi đám người kia nữa. Là cực đạo song tử ngoại trừ người trên tông sư mình chưa bao giờ sợ bất kỳ ai. Chỉ có mình mới có thể mang nỗi sợ đến cho người khác, từ khi nào bước chân tiến đến võ đài lại nặng nề như vậy. Đối mặt với đối thủ cùng tuổi tác cấp bậc, mình lại cảm thấy sợ hãi đến thế, tất cả những điều này đều là thật sao? Đột nhiên giọng Lục Thánh nhả nhại gần đó vang lên kéo Triều Thanh về lại hiện thực đáng sợ. Này, tỉnh táo lại đi, chuẩn bị lên đài ăn đập rồi đó. Bị khiếu khích cơn giận dữ khiến Triều Thanh tỉnh táo lại ít nhiều, dù vẫn đổ mồ hôi lạnh nhưng dù sao cũng biết nghiến răng nghiến lợi, tự nhắc bản thân không thể tự nhận mình đang sợ được. Ở đây còn rất nhiều kẻ đang chờ mình thua cuộc nữa, Triều Thanh không đồng ý chuyện đó xảy ra, bèn quay phát lại dùng giọng điệu cứng rắn cùng nụ cười vừa nặn ra mà phản bác. Này, ta nói cậu bây giờ xuống đài lấy vũ khí lạnh vẫn còn kịp, đến lúc đó đừng nói ta bắt nạt cậu. Câu nói lấp lửng còn chưa điền vào hết, Lục Thánh đùa giỡn ban nãy đã biến đâu mất tăm. Vẻ đáng sợ hiện trên mặt hắn, chiếu đưa con ngươi vào cái tên võ quán cực đạo kia mà thấp giọng hỏi rõ từng chữ. Anh, có phải thật sự rất muốn chết không? Ôi xịt, như đó thôi cũng đã khóa mõm được Triều Thanh, vẫn là nghiến răng không cam tâm. Nhưng lần này một từ cũng không thoát ra được khỏi miệng cậu ta, nỗi sợ hãi bùa vây lấy không một lối thoát, không được để người khác chơ cười mình. Triều Thanh quyết định tất tay cho cũ bùng nổ này, mạnh miệng mắng mỏ bớt phô trương thanh thế đi, lên sàn đấu ngay và luôn, ta không tin cậu mạnh đến như vậy.
Cậu được ước thấy rồi đây, thời điểm diễn ra trận đấu giữa Lục Thánh và Triều Thanh chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào hai tên trên sân, dự là sắp mang đến một trận đấu long trời lời đất cực kỳ mãn nhãn. Nhìn Lục Thánh lại cho tay vào túi quần điểm nhiên đứng đằng kia, đầu Triều Thanh quay mòng các câu hỏi, hắn sẽ tấn công thế nào đây? Mà thôi, làm sao đoán ra được cách Lục Thánh tấn công? Triều Thanh hạ thấp người tạo ra một khối khí đặc dệt màu tím bao quanh lấy thân mình, mặc kệ tên đó tấn công đến đây như thế nào, mình đều có cách để né tránh. Dùng cơ đít hít cơ mông các kiểu, vào thế thủ công suất cao hết rồi. Nhìn về phía Lục Thánh mà lòng Triều Thanh cực thắc mắc, tại sao hắn vẫn chưa ra tay? Đứng như bức tượng ở phía bên kia sân đấu là Lục Thánh, nãy giờ một bước cũng chẳng thấy hắn tiến lên nữa là động thủ. Xung quanh im lặng nhưng Triều Thanh nhận ra cái tên này chẳng qua chỉ đứng ở đó, cơ mà hình như có gì đó đáng sợ đang lan tỏa trong không khí, hắn hoàn toàn không có sơ hở nào, phải làm sao đây? Ngay khi nhận ra bản thân lại rơi vào hoảng loạn rồi, Triều Tiệm âm thầm gọi mình tỉnh táo lại đi, cứ mặc kệ tên này, nếu hắn không tấn công thì mình sẽ chủ động tấn công trước. Dù sao giành lợi thế vẫn là ưu tiên hàng đầu mà. Nói là làm, cẳng chân của Triều Tiệm bắt đầu tích tụ năng lượng rồi nhanh như cắt, cậu ta phóng vèo đi bằng chiêu thiên cực tốc, tự nhủ ta sẽ không thua đâu đừng có coi thường ta. Ánh sáng rực rỡ sau chân Triều Thanh cứ như những đốm lửa cháy hừng hực, cậu ta siết tay vào cán thanh kiếm mình mang theo từ khi nào. Thì Triều Cực Tinh chốc nhắm thẳng mặt Lục Thánh mà đâm tới, ánh sáng tỏa ra khủng khiếp đến vậy mà hắn cứ đưa mắt ra nhìn chằm chằm không chớp lấy một giây. Trong khi đó toàn bộ khán giả đã không chịu được mà phải đưa tay lên che mắt, nghiêng người tránh đi thừa ánh sáng chói lòa này. Thầy cô Thất Đại nhìn được chiêu thức giấy ánh sáng này phải công nhận đúng thật là một kiếm kinh tuyệt diệu. Từ trầm trồ chiêu thức của Triều Thanh, đám người lớn dần dần chuyển qua kinh ngạc như có diễn biến gì đó không ngờ đến trên khán đài. Bên kia lớp khói bụi mù mịt thấy lờ mờ thân hình của Triều Thanh đang đâm thẳng về phía Lục Thánh, nhưng nơi hắn đứng lại bất chợt mơ ảo dần rồi chẳng thấy người đâu. Giữa đám lửa hừng hực của Triều Thanh mà hắn cứ thế biến mất, con dao gom kia đâm vào không khí còn kẻ thủ đã lặn đi đâu không hề có một sủi bọt để lại. Triều Thanh ngẩn ra một chút đã thấy kiếm của mình nứt rồi vỡ tan tành ngay trước mắt dù nó chưa từng găm vào đối phương. Khi thật, cậu ta chửi trong lòng, làm sao mà phá tinh đao nhẫn của mình nứt rồi. Triều Thanh không ngăn nổi cơn sợ hãi cùng hoang mang hợp lại với nhau cuộn xoáy. Chỉ khi nghe tiếng Lục Thánh nhàn nhạt đằng sau, cậu ta mới tỉnh táo đôi phần. Ây già xin lỗi nhé, làm vỡ dao găm của anh rồi nhưng mà anh quá chậm rồi đó. Tiếng ô lên kinh ngạc của đám đông trên cao như hùa thêm cho sự xuất hiện bất ngờ của Lục Thánh. Khi Triều Thanh cay cú quay phát lại nơi phát ra tiếng nói, rõ ràng mới thấy Lục Thánh ở đây mà hắn lại biến mất như một làn khói trước mắt nữa rồi. Như một âm hồn vất vưởng đòi nợ kẻ nợ mình 20 tỏi. Lục Thánh lượn qua lượn lại xung quanh đối thủ với tốc độ nhanh đến khủng khiếp, luôn miệng nhắc đi nhắc lại hai chữ quá chậm quá chậm, quá chậm rồi. Triều Thanh bị quay như trong chóng, cố đưa mắt theo kịp chuyển động để xem Lục Thánh ở đâu mà không thấy gì nổi. Chỉ có tai vẫn nghe lời chỉ trích của hắn mãi không dứt, quá chậm rồi, vẫn là quá chậm rồi đó. Triều Thanh giận hết tóc gáy khi cảm nhận Lục Thánh đang nở nụ cười thích chí đằng sau lưng mình. Nắm tay của hắn đã giăng lên chuẩn bị tẩn Triều Thanh, nhưng cậu ta không thể phản kháng nữa, mắt liếc qua liếc lại đầy cảnh giác vốn đã khiến cho thần kinh căng thẳng cực độ. Cùng với sự sợ hãi và thất vọng vì bản thân không nhìn thấy kẻ thù, càng khiến cho Triều Thanh như rơi xuống đáy xã hội, ôm đầu mình đầy đau đớn, cậu ta khuỵu chân xuống sàn đầu hét lên hoang mang. Mình vậy mà thậm chí không thể nhìn thấy hắn ta sao, xung quanh vẫn là Lục Thánh tạo chút hiệu ứng phong bạt, tiếng rền rĩ quá chậm liên tục đập vào tay Triều Thanh. Đã kết thúc tập 112 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không Đến Vạn Năm Sau rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.